Hôm nay mình học bài cơ bản 2 ôn tập. Tại vì mình làm rồi, làm trước rồi, một lần rồi cho nên là nó gọi là ôn tập. Trung Quốc. Trung của. Trung Quốc, Mỹ Quốc, Mỹ Quốc, ba bà, Trung Quốc. Mỹ. Mỹ Quốc, Mày của. Mỹ Quốc, Mày của. ba bà, Trung Quốc, Mỹ Quốc, Mày của. Trung Quốc. Trung của. 我是中国人。人。我是中国人。人.人là người trong tiếng Hán. Là tên nước cộng với rấn thì là người, nghĩa là người của nước đó, thứ tự ngược lại với tiếng Việt. Ví dụ như Trung của rấn thì là người Trung Quốc, còn Việt Nam mình là người Trung Quốc thì nó là Trung của rấn. Ủa sư Trung của rấn, tôi là người Trung Quốc. Mỹ国人. Tha sư mày của rấn. Mày là chữ đẹp đấy, chữ cúa là chữ quốc, quốc gia đấy. Nhân. Dấn. Khi mà viết này các bạn nhìn thấy là nó có nó chia cái hình này thành bốn cái hình vuông con ấy. Thế xong mình sẽ căn sao cho nó cái tâm của chữ ấy, là mình sẽ căn cho nó nằm ở tâm ở cái giao điểm này này. Bạn là người Trung Quốc, nỉ sư Trung của dấn. Phía bên dưới này là nỉ sư Trung Quốc thì bạn là Trung Quốc thì không phải, mà phải là bạn là người Trung Quốc thì nỉ sư Trung của dấn. 你是中国人，他是中国人。他是中国人，他不是中国人，不。不，chữ bu, chữ các bạn nhìn ở chỗ này này là chữ bu là b với u ấy. Đấy là khi mà mình gõ bàn phím ấy, điện thoại hoặc máy tính ấy, gõ bàn phím ấy, thì nó sẽ ra chữ bu này. Thế xong rồi nó sẽ có các chữ liên quan gần gần với chữ bu, thế là mình sẽ chọn cái chữ đúng nghĩa với nó, hoặc là viết theo câu thì nó sẽ hiện ra cả cả câu theo theo đúng nghĩa luôn. Pu có nghĩa là không, biểu thị phủ định trong tiếng Hán. Pu thường dùng ở phía trước động từ, phủ định sự việc ở hiện tại hoặc tương lai, giống như kiểu là không của mình. Ta bù sư Trung Quốc nhân. Cô ấy không phải là người Trung Quốc. Nì bù sư Mỹ Quốc nhân. Bạn không phải là người Mỹ. Ồ. Pu. Một, hai, ba, bốn. Pu là một chữ đơn thể. 1, 2, 3, 4. Phụ. Đây. Ba bà bố sư Trung Quốc dẫn. Bố sư Trung Quốc nhân. Cô ấy không phải là người Mỹ. Tha bố sư Mỹ của dẫn. Ta bố sư Mỹ Quốc Mình nhân. chọn nhầm rồi, cái chỗ này của mình, chỗ này là sư bú, phải là tha pú sư mày của rắn cơ. Thế đây là đáp án đúng của nó này, tha pú sư mày của rắn, Trung Quốc nhân. người Trung Quốc. Tôi không phải là người Mỹ. Ủa pú sư mày của rắn, đây rồi. 我不是美国人。Tôi là người Trung Quốc.
我我是是中国中国人，人。我是中国人，他不是美国人。他不是美国人，咩không phải là người Mỹ，妈妈不是美国美国人，人，妈妈妈妈不不是是美美国国人。人。tiếp tục bài hai số nhiều. 我们是中国人，们，Mình vừa thị số nhiều. Mình thêm phía sau danh từ để thể hiện số nhiều. Chú ý mình chỉ có thể đặt sau đại từ hoặc danh từ liên quan đến người. Ví dụ ủa nghĩa là tôi thì ủa mình nghĩa là chúng tôi. Nỉ là bạn thì nỉ mình là các bạn. Tha là anh ấy thì tha mình là các anh ấy. Kiểu như thế. Ủa mân sư Trung Quốc dẫn chúng tôi là người Trung Quốc. Tôi là người Mỹ. Chúng tôi là người Mỹ. Mình Mân. Đây ở đây có cái một cái chữ màu khác mình xem. Bộ nhân chỉ người gồm hai dạng viết là nhân đứng và viết ở bên trái thì là nhân đứng này và nhân là chữ rấn ấy, là chữ bộ này thường liên quan đến con người thì chữ rấn này lại thường viết phía bên phải của chữ mân nhân đứng này xong đây.他们不是中国人。Họ không phải là người Trung Quốc.你们不是美国人。我Mình们爱妈妈，ai爱。yêu thích chữ ai dùng để viết trong bàn phím nhé. Ai của mình ai ma mạ chúng tôi yêu mẹ. Chúng tôi yêu bố là ủa mấn ai ba bạ我们爱爸爸，爱。ai ở đây có một cái bộ màu xanh để ta xem bộ gì. Cái này là bộ chảo là chỉ ngón tay. Những bộ này thường mô tả sự vật, sự việc liên quan đến bàn tay hoặc những hành vi dùng tay. Ai? Đây là bộ chảo này. Một, hai, ba này. Phải một cái này. Phải một cái này. Đấy. Ai Bố ai nhỉ? tha mình phụ ai nỉ họ các cô ấy không yêu bạn Bố ai nhỉ? của ai nỉ tôi yêu bạn mèo mao Nữ儿nỉ ở儿子ở sự Cậu 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 Mau mau chó Cậu, cậu cậu, nữ nỉ儿, ở mau, mau cậu. cậu Cậu. tha mến ai cậu ở đây có hai chữ thì chữ mau là có mình nhìn nhớ cơ bản là nó có cái hình vuông. Ở đây này. Nó có hình vuông chiềm 4. Mình nhớ như thế cho nó dễ nhớ.
Còn cẩu thì mình nghĩ là nó có một cái hình vuông con tròn trong. Tha mấn ai cẩu. Chào anh tí. Chúng tôi yêu mèo. Ủa mấn ai mau. Mến ai mau, Chào anh tí, chào anh tí. Nhì mến bú ai mau. Chào nỉ mấn phú ai mau. Các bạn không yêu mèo. Tha mấn ai mau con mèo. Ủa mấn ai cẩu. Các bạn không phải là người Mỹ. Các bạn là nỉ mấn, không phải là bú sư, là người Mỹ, là mấy của dân. Nỉ mấn bú sư mấy của dân đây rồi. Mến不是美国人. Chúng tôi yêu mèo. Ủa Ủa mấn mến ai ai mau. mau. Ủa mến ai mau. Chúng tôi yêu bố. Ủa Ủa mấn mến ai ai ba bà. Ủa Các cô ấy không phải là người Trung Quốc. Tha mấn bố sư Trung Quốc dẫn. Họ们不是中国人. Họ们都爱爸爸. Ủa mấn tâu là đều. Đều tâu có nghĩa là đều, thường đứng trước động từ và các tính từ cấu trúc là chủ ngữ cộng tâu cộng động từ cộng tân ngữ. Ủa mấn tâu ai ba bạ. Chúng tôi đều yêu bố. Nì Nỉ mấn tâu ai cẩu. Chữ tâu này nhìn tạm tạm nhìn thì có chữ bb này nhé. Tâu có một chữ sĩ này, à chữ gần giống chữ sĩ không phải chữ sĩ. Sĩ nó viết là trên to dưới bé, không phải một cái như chữ nhật bên dưới. Thế xong rồi cái bộ gì đây? Đây là bộ phụ nằm bên trái của chữ thì chỉ núi. Những chữ này có bộ này thường liên quan đến núi của địa danh. Bộ ấp thì nằm bên phải của chữ, như vậy đây là bộ ấp nằm bên phải. Những chữ này thường liên quan đến thành trì và địa danh. Thâu. Phải này. Xong dưới đây có một cái chữ nhật này. Xong đây có chữ như chữ B này, số 3 này. Họ们都是中国人. Tha mấn tâu sư Trung Quốc dân. Họ们都是美国人. Tha mấn này là họ đều. À không phải đều, là tha mấn tâu sư, sư là mấy của là người Mỹ. Mấy của dân là người Mỹ. Chúng tôi đều yêu mèo là chúng tôi là ủa mấn tâu ai mau. Ủa mấn tâu ai mau. Ủa mấn tâu ai ba bạ. Các bạn đều yêu chó. Các bạn là nỉ mấn, đều là tâu ai cẩu. Nỉ mấn tâu ai cẩu. Cẩu con chó. Ngoài trước trong sau, trái trước phải sau, trên trước dưới sau. Bộ khuyển chỉ động vật. Những chữ này thường liên quan đến động vật, thường là động vật có vú, hoặc mô tả những hành động liên quan đến động vật.
Đây này giống con chó này, đây bộ quyển này. Ngoài trước trong sau này. Trông này như một con chó này. À ngược hướng, phải cái hướng này. Phải này. Ủa mấn tâu ai ma mạ. Đều là tâu. O-u. Họ đều là người Trung Quốc. Mến tâu ai mau. Chúng tôi đều yêu bố. Ủa mến tâu ai ba bà. Tiếp tục còn phần cuối cùng luyện nói. Tha sư mày của dẫn. Ủa bú sư chung của dẫn. Ủa mến tâu ai ba bà. Ủa ai nỉ. Tha mến tâu sư mày của dẫn. Cậu. Nỉ mến bú ai mau. Nỉ mến bú ai mau. Nỉ mến bú ai mau. Sao chữ mèo đọc không đúng nhỉ? Hết.